30 giờ ở đất nước triệu voi của Chủ tịch nước Võ Văn Thường Chiều ngày 11 tháng 4, Chủ tịch nước Võ Văn Thường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Lào. Trả lời báo chí, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết đây là chuyến thăm có ý nghĩa nhiều mặt và đặc biệt. Chủ tịch nước Võ Văn Thường thăm Lào đầu tiên ngay sau khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước, thể hiện chính sách nhất quán của ta luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong bối cảnh thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều khó khăn và thách thức, chuyến thăm của Chủ tịch nước đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện của Việt Nam đối với công cuộc đổi mới, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế của nước bạn Lào. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm nhân dân Lào đang hân hoan chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bun Pimay, một ngày lễ lớn và thiêng liêng nhất của đất nước Lào, cho thấy tính chất đặc biệt của mối quan hệ Việt-Lào mang đến nhân dân Lào anh em những tình cảm sâu đậm. Nồng ấm của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân dịp đầu năm mới, Phật lịch 2566, chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, cả trong khuôn khổ song phương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Đặc biệt năm 2022, hai nước đã phối hợp tổ chức thành công hàng trăm hoạt động sôi nổi và thiết thực để kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam, Lào, Lào, Việt Nam. Bộ trưởng ngoại giao khẳng định chuyến thăm đã góp phần tạo sung lực mới cho hợp tác giữa hai nước trong năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực trọng yếu, từ chính trị, ngoại giao đến an ninh, quốc phòng, kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch. Trên cơ sở triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của hai đảng, hai nước, Bộ trưởng cho biết, phía Lào đã dành cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sự đón tiếp trọng thị và chu đáo, cùng với tình cảm nồng hậu và thắm tình đồng chí anh em. Chuyến thăm chỉ diễn ra trong khoảng 30 giờ đồng hồ, nhưng chương trình của chủ tịch nước rất phong phú, gồm 18 hoạt động khác nhau, trong đó có hội đàm, gặp gỡ và tiếp xúc với các lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội của nước bạn Lào. Bộ trưởng đánh giá chuyến thăm đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, toàn diện về chính trị, hai bên tiếp tục khẳng định quyết tâm không ngừng củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam là nói chung, cũng như quan hệ gắn bó và tin cậy ở mức cao nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước nói riêng lãnh đạo hai nước đã nhất trí cao về những biện pháp để tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của hai đảng, hai nước, góp phần tạo động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Việt Nam-Lào trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả thỏa thuận giữa hai bộ chính trị, chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021 đến 2030 và hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam. Lào giai đoạn 2021 đến 2025, hai bên đã ký hai thỏa thuận hợp tác quan trọng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Hai bên nhất trí đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử quan hệ gắn bó đặc biệt Việt Nam, Lào để từ đó thấy rõ trách nhiệm cùng nhau không ngừng vun đắp, gìn giữ mối quan hệ thủy chung, trong sáng có 102 giữa hai Đảng, hai nước. Hai bên cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế nhất là trong khuôn khổ ASEAN, cùng nhau giữ vững đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã gặp gỡ và nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt và doanh nghiệp ta đang sinh sống, kinh doanh tại Lào. Người đứng đầu nhà nước đã kịp thời động viên cộng đồng vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết góp phần vun đắp cho tình hữu nghị đoàn kết Việt Nam Lào. Các lãnh đạo Lào cũng nhất trí sẽ tiếp tục quan tâm, có cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào không ngừng ổn định và phát triển.